Ok, what's cầu rất vui khi được gặp lại mọi người ở trong video ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục đến với giờ 36 chương 3 game Strike Offline, game về bắn súng khá là hay. Có một điều là để thu hút được thêm người chơi thì mình nghĩ là nên tăng độ khó của game. Độ khó còn khá là dễ. Đấy, khá là dễ. Như thường như ở khúc vừa rồi là mình sẽ ăn bài các bạn đến nó biết cái gì. Thằng không có nhiệm vụ gì. Hết đạn rồi. Các bạn xem video thì bên góc trái màn hình mình có để một số video hình ảnh của các bạn nữa đã từng chơi game này. Nói chung là chương dẫn thì có hình ảnh này thì mình đang phải tiền một hết cho mình để mình có thể sưu tầm những cái hình ảnh của những cô gái dễ hơn là một về nha các bạn. Headshot. Quá khủng khiếp, quá đông. Chết rồi, đã hết máu rồi. Đã bị ăn máu đã. Đã bị ăn máu hoàn toàn mất. Hết cả đạn, sợ thật. Xong. Ok, what's go đi vào 37. Đi vào 37. Map đi vào map chương 3 là một map quên mất rơi bố nó mất xuống rồi. Là một map đối kháng, hai bên đều có trợ với nhau. Tung hoành rồi. Tung hoành tiêu diệt. Headshot. AK vẫn là một cây gì đấy rất là khác biệt đối với các khẩu súng khác. Quá nặng. Headshot.
M4 Caribe. Ăn khẩu AK này. À, bị bắn rồi. Tám tên nữa. Ok. Ok, đi vào 38. Còn hai đi vào nữa là chúng ta sẽ vượt qua được cái chương 3 này. Chuyển sang chương 4 thì xem mát chương 4 nó có ok không. Mọi người xem video của mình thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Like và đăng ký kênh. Xin giới thiệu mọi người, đây là game Skycare Online. Game chơi không cần mạng. Nhược điểm của game là chúng ta đối với máy thôi, chứ không bắn với lại người được. Làm như thế thì nó sẽ không được. Ủa, kỹ năng nó không được nâng cao lắm gì, nó còn bot này là nó cũng khá là cùi, dễ bắn. Boss này nó tò rò hơn một tí thì ok hơn. Quá nhìn bọn này nó chạy đông đúng không? Ra ôm ô tức là hết ạ. Mình sẽ bắn rất tốt các bạn. Thank you.
Ta là một biệt kích và ta sẽ biệt kích là một bố. Ok, Wasco đi vào 39 chương 3. Nốt đi vào này và một đi vào nữa chúng ta sẽ sang chương 4. Con đường tiêu diệt lũ khủng bố. Không để chúng gieo lắp để sợ hãi cho người dân lương thiện. Chạy đâu cho thoát. À, bắn xuyên tường à, bắn xuyên tường à. Ba tí nữa. Trời. Vàng dưa nả tá. Ok, còn một tên nữa rồi, nó đang ở chỗ ăn tiền. Đây rồi. Ok, đi vào 40. Đấy, kết thúc đi vào này chúng ta sẽ sang một chương mới là chương 4. Chương cuối cùng của game trái kèo online. Xin khẩu súng AK-47 nó cho nó. Đã chết 2 thanh niên. Bao vây
đông quá, chứ đồ còn có 8 máu thôi. Ôi chạy về thì chạy về ăn máu rồi. 15.000 con ơi, 15.000. Còn 15 tên nữa, mình không thể chủ quan được. Giờ mình chủ quan và đã suýt chết, còn có 2 máu nữa. Ta mình phải cẩn thận. Mình đang đợi. Ok, ra tiếp một phát máu nữa là 108 máu rồi. Đây là có đủ máu để có thể tiêu diệt được bọn này đâu. Còn 14 tên nữa. Mười bốn cây nữa mất ở đây rồi. Từ bên đạn mong có một game tương tự như này là có nó sẽ khó hơn chứ không dễ dàng như thế nào. Ok còn hai tên nữa. M4 Kakri B